Hello, em xin tổng chào cả nhà, chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem nha. Lời nói đầu tiên em kính chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui hạnh phúc nha cả nhà. Hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái đám rau muống của em nha cả nhà. Đây, cây này cây phát tài nè cả nhà. Trời mưa nó quá tốt luôn ha. Đây, cây chinh nữ hoàng cung. Cây này là người ta uống á, nấu nước uống cả nhà. Ôi, cái đám rau muống của em nè cả nhà, thấy không, quá trời nó tươi luôn. Em ngắt rau muống một chút xíu để em vô em xào mỡ ăn nha cả nhà. Mời cả nhà mình cùng hái rau muống với em nha cả nhà ơi. Cả nhà xem video đừng quên cho em xin một like và một đăng ký kênh, một chia sẻ nha cả nhà. Ui, rau muống nó non nè cả nhà, ui non xèo luôn, quá trời non luôn nè cả nhà, thấy không. Em vừa hái vừa ngắt lá bỏ bớt, lá nào sâu mình ngắt ra. Quá trời non luôn cả nhà, ui non xèo, non xèo. Em thích ăn rau muống này nè cả nhà, luộc chấm nước tương á, trời nó ngon, giòn ngon lắm, nhiều lắm nha cả nhà. Rau muống chấm nước tương, luộc chấm nước tương, hoặc là mình đem đi xào mỡ tỏi cũng ngon. Mình lặt là mình phải bỏ cái đọt này ra này, ăn đừng cho nó sôi bụng á cả nhà. Sau đó mình lặt lặt mấy cái lá bỏ bớt ha, đừng lấy lá nhiều quá, lá nhiều ăn nó nhẫn nhẫn, nó hơi nhớt nhớt. Bây giờ em còn ăn lá chứ hồi trước em không ăn lá cả nhà. Rau muống bất cứ nấu canh chua hay xào gì là mình lặt bỏ hết, còn bỏ lấy có cái cọng không không à. Giờ còn ăn lá chế chế ngon à, quá trời nó non rồi đó nha. Đeo qua tay vô được cho nó dính mủ, dính mủ có. Dạ. Quá trời luôn. Cỏ hổ nhiều lắm, dài dài lắm, em cho người ta cắt cho bò ăn bớt á cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Rất là ngon luôn ha. Ngon một đám rau muống luôn rồi. Tùm luôn. Thấy không? Đám rau muống. Rồi em tiến hành em lặt cho nó nhanh chút ha cả nhà. Rõ luôn nè cả nhà. Trời nó non non, non nhỏ nhỏ xíu nè.
đây mọc rỡ luôn. Thôi em đi vô em ngâm nước muối. Ngâm nước muối mình xào nha cả nhà. Bẻ thêm vài trái ớt. Ớt nó chín. Ớt rồi cả nhà. Ớt nè cả nhà thấy ớt không, đây cái trái chín luôn rồi nè, thấy không? Cây ớt này trái ngập luôn nè. Ồ, thấy không, ở bên phía bên trong nữa kìa. Ồ, trong đó nè, thấy trái không cả nhà ơi, thấy trái ớt không? Đây là ớt hiểm. Ớt là quế, ớt nè. Đây, rau muống của em cũng đã lọc xong nha cả nhà. Em cho vào một cái rổ, bỏ rau muống vào thao nha cả nhà. Sau đó em cho nước vào, lấy muối ngâm. Mình bỏ muối vào mình ngâm nha cả nhà. Rồi mình ngâm khoảng 15 phút sau mình hả rửa. Bữa nay em nấu cơm bằng lò ga nha cả nhà. Trời ơi, quá ngon luôn cả nhà ơi. Rồi cái nồi cơm của em nè. Rồi cho cả nhà mình cùng xem nồi cơm nè. Ngon quá. Đây cả nhà. Trắng tươi luôn ha. Mà nó rất là ngon. Tại vì em muốn ăn cơm cháy cả nhà, cho nên mình nấu bằng bếp ga nó có cơm cháy rất là ngon. Đây rau muống của em nè, ngâm nước muối rồi cả nhà. Bây giờ em sẽ rửa lên ha. Mình ngâm được 15 phút rồi, mình rửa 3-4 nước cho nó sạch. Rửa nước này nữa, nước thứ tư rồi đó cả nhà. Đồ muống của em rất là sạch, cái trồng sạch lắm, cho nên mình rửa vài nước nó cũng đã sạch rồi. Quá ngon, non xèo luôn cả nhà. Xong mình đổ cho nó ráo nước rồi ha. Khi chờ đợi ráo nước em sẽ đi bằm tỏi. Đây em có 3 sắc tỏi. Bằm của em cũng đã xong rồi cả nhà. Em sẽ bắt chảo lên nha cả nhà. Cái chảo của em nè. Cái nồi cơm của em chín nha cả nhà. Em bắt cơm ở đây. Thank you.
Rồi em lấy thêm một cái chảo nữa cả nhà. Bên đây em chiên thịt. Chảo nóng em cho dầu ăn vào nha. Sôi mình cho tỏi vào đợi nó khô. Ngon quá. Quá thơm ha cả nhà. Rồi, tỏi phi của mình cũng đã thơm rồi, mình cho rau muống vào. Xèo á cả nhà ha, quá thơm luôn cả nhà ơi. Thời gian này rau muống của mình đã tốt lại cả nhà, mình cho một chút xíu nước mắm ngon vào ha, để cho nó có cái vị nó thơm chút xíu thôi. Sau đó mình cho hạt nêm, đây là hạt nêm cà no, mình cho một muỗng hạt nêm cà no vào. Cho hạt nêm cà no là vừa đủ đó, không cần đường bột ngọt gì nữa nha cả nhà. Hạt nêm cà no là nó có chất gia vị, đủ gia vị nha, vừa mặn vừa ngọt, mùi nó thơm cả nhà ơi, nó ngon lắm. Quá hấp dẫn, quá thơm luôn. Dính nè cả nhà, rất là thơm luôn cả nhà ơi. Rồi em xin tắt bếp nha, em múc lên dĩa nha cả nhà. Đây rau muống xào tỏi nha cả nhà, rau muống xào mỡ tỏi của em đây, quá ngon cả nhà ơi. Xong rồi nha cả nhà, xong một món. Đây cả nhà, em bắt chảo lên nha. Em làm món thứ hai là thịt chiên nha cả nhà. Đây thịt này em ướp để trong thố, trong tủ lạnh, giờ em đem ra em chiên. Chảo nóng em cho đồ ăn vào. Lắc cho nó đều hơn cả nhà, rồi sau đó mình giảm lửa lại. Cho nó ăn như thế nào.
thịt để cho tủ lạnh đây nó kia nó hơi dăng nó phải nè, mà nó có cách nước nước á lạnh lạnh nó mới dăng. Quá thơm luôn cả nhà, miếng thịt ngon lắm. Thấy cái mùi là đói bụng rồi đó cả nhà. Mình chiên thịt thì mình cho lửa riu riu thôi cả nhà, cho thịt nó chín từ trong ra ngoài nha. Ngon ha cả nhà. Nhìn cái màu rất là ngon luôn, sắp chín rồi cả nhà. Mình sẽ lật bên nó là cái này, bên này nó chín ngon ha, cái màu rất là ngon luôn, thơm quá cả nhà. Để cả nhà thấy chín rồi, chín đều rồi đó. À, cái miếng thịt mình rất còn ngon ha, à, quá ngon luôn. Thịt của em cũng đã chín rồi cả nhà. Em xin tắt bếp thôi. Tắt bếp anh vớt ra dĩa cả nhà. Quá ngon luôn cả nhà. Ngon quá ha. Cái dĩa thịt chiên của em đây đã xong. Em mời cả nhà cùng ăn cơm với em nha cả nhà. Đây bữa nay em nấu cơm bằng nồi bằng lò ga nha cả nhà, không có nấu nồi điện mà nấu lò ga. Mời cả nhà ăn cơm nha cả nhà. Mắt sặc không vậy ta. Đây cả nhà. Em có keo nước mắm nè. Keo nước mắm này rất là ngon nha cả nhà. Em pha rồi cái để dành trong tủ lạnh đó. Mới pha hôm qua. Hôm qua ăn cuốn bì không hết. Thì em có mắm ấy nữa nè. Mắm nêm rồi có ớt hiểm nữa nè cả nhà. Rồi mời cả nhà ăn cơm nha. Rau muống xào tỏi, rau muống nha. Ngon lắm. Ngon quá. Món này ăn hao cơm ha. Ớt hiểm chấm mắm ruốc ngon. Cay cay vô ăn rất là ngon nữa nè.
ăn thịt heo nó rẻ hơn cá nữa đó nhờ. Thịt heo 1 ký có 100 ngàn, cá 1 ký 120, 140. Muốn xào mỡ ngon quá. Quá ngon. Cả nhà thấy rau, cái vườn rau muống của em không? Bữa nay ăn rau muống xào ngon quá cả nhà ơi, chắc thêm chút xíu nữa ha. Món này món ăn hao cơm. Đây. Còn cái nào cũng ngon. Rau muống mà xào mỡ tỏi làm cách này ăn ngon hơn thịt ha. Quá ngon. Ăn thoát mồ hôi. Ngon quá. Thế là bữa cơm của em cũng đã xong. Em máy bay cả nhà nha. Một lần nữa cũng không quên xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem và đăng ký ủng hộ giúp em. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà mình lúc nào cũng nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui hạnh phúc, mọi sự thành công tốt đẹp trong cuộc sống. Cả nhà nhớ bấm chuông để nhận được thông báo với video mới nha. Máy bay cả nhà, hẹn gặp lại.